Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Con trai Lan Khuê hiếm hoi xuất hiện như thanh niên đưa mẹ đi mua sắm. Siêu mẫu Lan Khuê cũng là một trong số những nghệ sĩ quyết định giữ kín gương mặt con trai và hiếm cho bé xuất hiện. Lan Khuê từng gây chú ý khi công khai kết hôn với doanh nhân John Tuấn Nguyễn, một đại gia có tiếng, và cô trở thành một trong những mỹ nhân Việt làm dâu nhà hào môn. Siêu mẫu nhanh chóng hạ sinh quý tử đầu lòng và mới đây cậu bé khiến mọi người bất ngờ khi xuất hiện với vẻ ngoài khá cao lớn, hào hứng chạy nhảy. Trên trang cá nhân hiếm hoi, Hoa Khôi Lan Khuê khoe khung ảnh hai mẹ con và cậu bé trở thành nhân vật trung tâm, góc máy chính diện. Sở dĩ cô tự tin đăng tải bức ảnh này vì bé Connor mang khẩu trang, không ngại việc lộ hết gương mặt của quý tử. Vì đã lâu mẹ bỉm mới khoe con trai nên ai cũng bất ngờ khi cậu bé ra dáng thanh niên, chạy nhảy trong khu mua sắm. Lê Thúy bày tỏ, mới thấy mang bầu đó mà giờ chạy được rồi kìa. Được biết, vợ chồng Lan Khuê vừa đưa con trai đi du lịch ở Nha Trang. Đây là khu nghỉ dưỡng riêng của gia đình nên họ khá yên tâm để đến đây nghỉ dưỡng sau thời gian giãn cách xã hội. Từ ngày sinh nở đến nay, Lan Khuê vẫn giữ nguyên tắc không để Connor xuất hiện nhiều trên truyền thông. Cô chỉ đăng tải các khoảnh khắc chụp đằng sau lưng của quý tử hoặc một bộ phận nào đó trên cơ thể. Đến nay, hiếm ai biết được vẻ ngoài của Connor như thế nào. Người đẹp mong muốn tuổi thơ của con trai sẽ bình yên như bao đứa trẻ khác, tránh những lời bàn tán thị phi của showbiz Việt. Phần má phúng phính, vẻ ngoài khá mộng mỉm này, có lẽ Connor thừa hưởng từ ba John Tuấn Nguyễn. Lan Khuê khoe nhóc tì ngày nào nay đã khá cao lớn. Các góc máy đều tránh cho thấy gương mặt toàn diện của Connor. Để có được nhóc tì với làn da trắng bụ bẩm như hiện tại, Lan Khuê cũng có khoảng thời gian khá vất vả khi tìm hiểu nhiều kiến thức chăm sóc con. Chẳng những thế, cô còn đồng hành với Connor trong quá trình chữa chàm cho bé. Làn da của quý tử lúc đó bị ảnh hưởng rất nhiều. Được biết, Connor bị chàm do gen gia đình bị viêm da cơ địa dị ứng. Từ 4 tháng tuổi, bé đã cùng phụ huynh đến nhiều bác sĩ để tìm cách chữa trị. Nhóc tì được bôi thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ. Lan Khuê bày tỏ, bôi được 2 tuần, nay da con khô bề mặt, đóng mày hết rồi do mẹ không bôi thuốc màu đỏ nữa. Chuyển qua bôi kem trị chàm, kem không màu nên từ từ con sẽ màu trắng lại chứ không còn màu đỏ nữa. Vì một tương lai baby đẹp trai, da đẹp, dáng đô. Hai vợ chồng thống nhất trong việc giấu kín gương mặt con trai. Hiện tại bé Connor đã được khoảng 2 tuổi. Quý tử được sinh ra ở Vạch Đích khi gia thế của ba mẹ rất khủng. Vì vợ chồng Lan Khuê đều không muốn nhóc tì xuất hiện nhiều trên truyền thông, nên cũng có thể họ không định hướng Connor đi theo con đường nghệ thuật như phụ huynh. Lan Khuê và Tuấn John kết hôn vào tháng 10 năm 2018 đến tháng 11 năm 2019, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng, đặt tên là Connor. Sau khi kết hôn và làm mẹ bỉm sữa, Lan Khuê hạn chế hoạt động giải trí, dành phần lớn thời gian cho gia đình. Cô cũng phát triển lĩnh vực kinh doanh và gặt hái được khá nhiều thành công. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.